Xin chào độc giả của thể thao.vn. Bên cạnh tôi hôm nay là bác Hà Bôn, một cựu thủ môn của bóng đá Việt Nam và hiện nay đang là nhà sưu tập các kỷ vật của bóng đá. Xin chào bác Hà Bôn. Chào cháu. Thì được biết bác là một trong những thủ môn gọi là lâu đời nhất của bóng đá Việt Nam, kể từ khi mà bóng đá Việt Nam có trên tên trên bảng hiệu bóng đá. Vậy thì bác có thể chia sẻ lý do cái thời điểm đầu tiên vì sao mình lại trở thành một thủ môn không ạ? Vâng, cái lúc mà bác còn trẻ thì đi học sinh thì bác, cái đam mê của bác đã thích cái môn thể thao vua này rồi. Nhưng bác lại người thì không được tầm vóc, không được, nhưng mà lại rất thích thủ môn, gọi là vị trí thủ môn. Và từ ở cái học sinh đi học còn cặp để hai bên để làm cầu môn đấy, từ lúc đó cho đến lúc mà bác đam mê cái bóng đá nữa, thì cái lúc mà trưởng thành lên, càng ngày lớn lên học sinh, thì bác lại đầu tiên là bác đi ở cái sân Long Biên, tập ở sân Long Biên của cái đội thủ đô. Sau đó thì là tốt nghiệp phổ thông, đúng không? Tốt nghiệp phổ thông thì bác tốt nghiệp phổ thông xong thì có cái đội Sở Thú Vụ Hà Nội là đội mạnh của hạng B lúc bây giờ. Thấy bác là thủ môn người tầm vóc nhỏ nhưng mà mặt rất tốt, thế mời đến tận nhà mời bác đi làm. Nói với bác là đấy, một tuần được tập 2 buổi ở sân Bát Tơ, thì cái Sở Thú Vụ ở Hà Nội nó ở 53 hàng bài. Thế thì bác là lần đầu tiên rời ghế nhà trường, thấy được đi mời để làm đã thích rồi, mà lại có chỗ để mà tập mà chơi cái đội bóng, thì bác đồng ý và bác đi làm. Ở 53 hàng bài làm kế toán, bác một tuần 2 buổi tập. Và cái đội hạng B thì thi đấu, cái đội Thú Vụ đi thi đấu rất nhiều. Và bác lần đầu tiên nữa là đúng là một thủ môn của một cái đội có tổ chức rất tốt, thì đi đá các nơi, và đá cả dưới hồng ngày xưa gọi là Hồng Quảng này, ngày thì đá mấy đội thanh niên Hồng Quảng, để có cả Trần Duy Long. Lúc giờ biết chú Trần Duy Long sau này là trường ở vào trường huấn luyện ấy, thì là đã biết nhau từ đó rồi. Thế rồi đi các tỉnh, đi Lạng Sơn, đi đá các nơi. Thì bác rất thích cái tuổi trẻ, bây giờ mình đam mê bắt đầu mà mình được thi đấu ở cái đội thì bác rất là sướng. Thế mà thật mà phù hợp với cái tuổi trẻ mà mình đang có cái đam mê của mình. Thế sau khi về thì một thời gian thì bác chơi cho đội Sở Thú Vụ, bác lại chuyển sang đường sắt. Sang đường sắt thì bác bắt chơi cho đội đường sắt một thời gian, thì bác phải đi nghĩa vụ quân sự. Thì bác phải lên đội thì ở lên Thái Nguyên, thì lúc bây giờ là có cái đội bóng quân khu của bác, là đội bóng mạnh của quân khu, lúc giờ có hơn 5 đội hạng A là quân khu của bác, thể công quân khu của bác, quân khu 3, quân khu 4, quân khu Tây Bắc. Thì bác được ăn tập chuyên nghiệp, thì cái thời gian chuyên nghiệp của quân đội thì tất cả những cái thể lực rồi cái chuyên môn của bác lúc giờ là không có huấn luyện viên nhiều, cái năng khiếu của bác tự của bác ấy, cho nên là bác trở thành thủ môn nổi tiếng của trên Thái Nguyên. Và bộ quân khu của bác đã từng thi đấu nhiều, và trận đầu tiên thì mà bác được tiếp xúc với các danh thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam lúc bây giờ là năm 64. Sau khi đá với thể công thì gặp thể công xong, gặp trưởng huấn luyện là cái đội đi Ngang Nơ Phô về, thì có các danh thủ coi như là nhất của bóng đá Việt Nam bây giờ, ví dụ Trần Duy Long, Lê Thế Thọ, Tô Đình Phàn, Trương Tấn Nghĩa, rồi trung vệ Diệp Phú Đàm và thủ môn là Đàm Tu Trạch. Trước khi bác lên quân đội thì bác là đá một đường sắt, đá một trận với Công an Hải Phòng thì hòa 1-1, và trận đó thì bác mới biết ông Quang Minh là bố của chúng Hiếu, thì bác đã rất thân thiện với Quang Minh. Thầy sau khi đá cái trận với Hải Phòng rồi thì bác đi quân đội, thì là cái càng ngày là bác càng được thi đấu va chạm nhiều, thì chuyên môn của bác rất là tốt. Cho nên bác ở trên Thái Nguyên họ cũng mời bác vào là thủ môn số 1 của đội tuyển Thái Nguyên, đã từng thi đấu với Công an Hà Nội, Thanh niên Hà Nội, Thanh niên Bộ Công an, rồi nói chung là
thi đấu rất nhiều các đội hạng A. Mà trong khi đó thì người bác lúc giờ trẻ khỏe ăn tập chuyên nghiệp đó mà lại về cái vị trí đó bác lại càng được nâng cao và bác là rất là đam mê. Vậy thì theo bác cái điểm mạnh gì của mình khi mà trở thành một thủ môn mà thể hình của mình lại không được tốt cho lắm? Trong thời gian mà cái thể hình bác không được tốt nhưng mà bác được ăn tập chuyên nghiệp. Cái thứ hai là trong cái tập luyện của bác thì bác là luôn luôn nghĩa là bao giờ cũng cái thứ nhất là tập về cái sự bật phản xạ, thế rồi vị trí thủ môn của bác ra vào, rồi tính toán những điểm rơi của bờ hỏng. Hơn là ở chuyên nghiệp thì bác được ăn tập thì bác lúc giờ là không có điều gì thủ môn mà tự năng khiếu của bản thân, nhưng bố bác học hỏi rất nhiều, xem những các trận liên đá mà các đội hạng A, các thủ môn các đội đó, thì mình có những cái học hỏi. Nhưng mà tự bản thân chính là sự rèn luyện và sự tập luyện của bạn rất là cao. Và từ khi đó thì bạn trở thành thủ môn nhiều người rất là hâm mộ bạn. Tuy tầm vóc thiệt thòi nhưng kèm theo cái ra vào hợp lý, sức bật phản xạ của bác rất nhanh mà sức bật bác rất tốt. Dù sao bác thấp nhưng mà bác vẫn hai cái tay ra vẫn còn là trên đầu của các tiền đạo. Có những quả mà bác ra rất hợp lý bắt những quả bóng, cái một số người mà người ta độn ngã lộn như mấy bóng không giờ tuột ra ngoài. Còn cái thời gian đó là bác nghĩ lại cái thời gian chuyên nghiệp của bác cũng tuyệt vời trong cuộc đời, tuy tầm vóc mình bị thiệt thòi nhưng mà mình lại là thủ môn ở đội nào mình là thủ môn số 1 và đều ở cái vị trí đó đều hoàn thành xuất sắc, một cách xuất sắc chứ không phải là cho đội bóng của bạn. Vâng, được biết là mình tham gia thi đấu chuyên nghiệp thì từ năm mà hai mình có chơi bóng nhất. Vâng. Vậy thì chúng ta khi mà đi tham gia những trận đá bóng như vậy thì nó có cái khó khăn gì? Vâng, lúc bây giờ là kiểu có những khó khăn không được như bây giờ. Cái thứ nhất là điều kiện sân bãi, cái thứ hai là cái thiết bị tập không có ví dụ áo thủ môn của tôi hay còn nó không có găng thì không. Thế nhưng mà cái tinh thần thi đấu với tập luyện thì tôi nghĩ lại bây giờ mới thấy rằng mang lại những cái kết quả, cái hiệu suất rất cao bằng cái tinh thần đấy, và cái đam mê đấy, thì mới có được những cái đó. Điều kiện thi đấu thời gian đó là về sau là phải đi sơ tán thì mà vẫn thi, có những trận đấu là vẫn ra sân thì nhưng mà báo động thì lại tạm nghỉ lại rồi mới hết báo động thì mới lại vào, rất là lúc giờ rất là khó khăn về điều kiện thi đấu để ăn tập. Nhưng mà tập luyện thì tuyệt vời là vì cái sức khỏe. Lúc bây giờ một tuần bác phải chạy cả đội chạy 10 cây số cứ vào thứ năm đều như thế. Thế còn nắng nôi là cứ đều mưa nắng cũng đúng 2 giờ có mặt ở sân tập. Lúc chuyên nghiệp của quân đội lúc bây giờ nên cái đội quân đội bác lúc bây giờ rất là trong cái năm cái đội hạng A quân đội thì là từng tháng cuốn cú vốn rồi thắng nhiều đội hòa trời công là cái đội mạnh nhất của lúc đó mà bác là người đứng trong cầu môn để mà tham gia những cái giải đấu quan trọng hoặc những trận đấu quan trọng là đều do cái tâm huyết của mình, cái tinh thần thi đấu của mình thì mang lại cái kết quả rất tốt cho đội. Vâng, vậy thì khi mà mình thời đó ấy là mình tuy mình gọi là chuyên nghiệp. Vâng. Nhưng có phải là bóng đá nó nuôi được mình sống hay không, hay là mình làm cái nghề khác? Ở cái thời gian quân đội thì chuyên nghiệp thì chỉ có là ăn tập thôi ở trong quân đội. Sau này khi bắn phá đội bóng giải tán thì một thời gian thì bác chuyển ra ngoài. Đến ngoài thì bác về đại sứ quán. Lúc bây giờ là rất là
trong sân bóng đá ai người ta cũng rất là ngạc nhiên tại sao Ngọc cũng vào đại sứ quán làm việc được. Cái thứ nhất là về để bác chơi bán chức nghiệp thôi, nhưng cái nghề của mình là chính. Bác vào làm đại sứ quán là vì lúc giờ bác có nghề. Cái thứ hai là ngoại ngữ, thời gian thời Pháp bác đi học cũng được gia đình cho đi học tiếng Pháp, cho nên mới có ngoại ngữ vào. Thế nên lúc vào làm việc ở sứ quán thì các đại sứ ai cũng rất thích. Là vì cái thứ nhất là về chuyên môn của bác, rồi cái tinh thần làm việc rất là tận tụy, rất là mà rất là tháo vát nhanh nhẹn, ngoại ngữ khó. Thế nên là bác là cho trong dân đá bóng bác đầu tiên thì làm cho người đó là bác vừa làm thì bác vừa chơi, làm ở đại sứ quán thì bác tham gia vận động đội Sao Mai câu lạc bộ quân đội. Thế sau đó ở bác ở đại sứ quán Đức thì có đội bóng đá đoàn ngoại giao, tất cả các anh em các con các cháu đã làm ở các đại sứ quán thì một đội được bóng. Bác là trưởng đoàn của đội bóng đá đoàn ngoại giao cho các con các cháu đi thi đấu các nơi, đi lại đi tới thi đấu ở Thái Nguyên, Hải Phòng, rồi các tỉnh, chỗ nào cũng vì cái quan hệ của bác nhiều người biết, thế nhưng nhiều người muốn là cho các con là đi giao lưu vui. Thì là bác về thì là công việc là chính, mà chỉ là lúc là chơi phong trào. Vậy thì đến khi nào mà bỏ hẳn bóng đá, tức là mình không còn chơi những cái trận nó mang tính lao động nữa và mình sẽ chuyển sang một môn nào khác không ạ? Đến lúc mà bác có tuổi rồi thì là bác chuyển sang chơi quần vợt. Thế nhưng trong thời gian mà nghỉ thì bác lại là chủ tịch danh dự của đội bóng đại sứ quán Hoa Kỳ. Thì cũng cho các đội bóng của đại sứ quán Hoa Kỳ thì đã các tỉnh giao lưu, cũng đi Hải Phòng, đi các nơi, đi Bắc Ninh, đi Thái Nguyên. Thế cũng là cái vẫn là cái đam mê của bác vẫn ở trong cái môi trường bóng đá với các con các cháu để thường xuyên là vẫn ra sân thứ bảy thường xuyên. Thế còn bác chuyển sang quần vợt thì bác vẫn thường xuyên chơi quần vợt, mà đến bây giờ tuổi hơn 80 một tuần bác vẫn ra sân chơi với các con ở đoàn ngoại giao. Các con các cháu giờ nó vẫn lai cho các đại sứ quán thì cái quan hệ đã là từ bóng đá rồi đã công ăn việc làm ở cái thời điểm mình làm với các cháu nó hay còn trẻ chứ đến lúc bây giờ các cháu đã trưởng thành nó bảo làm ở các đại sứ quán thì vẫn biết đến bác, mà chỉ mong bác cái tuổi có cao rồi vẫn ra chơi các con cho nó vui thì bác vẫn hoạt động còn được thường xuyên. Là một, cái hai là cái đội bóng đại sứ quán Hoa Kỳ vẫn thi đấu thì bác đều cho, và bác có nhiều lượng là cho các đội đại sứ quán Úc hoặc là Mỹ giao lưu với đội tuyển bóng đá nữ. Mỗi lần mà đội tuyển bóng đá nữ tập trung ấy, thì bác đều nói với huấn luyện viên Mai Thế Trung là cho các con giao lưu thi đấu, cho các cháu nó thường xuyên cái đội tuyển nữ cứ mỗi một lần tập trung đi đá của các cháu được đến thi đấu ấy. Vậy thì trong cái sự nghiệp môn nhé, kể cả là sau này khi mà mình chuyển sang đặt môn cho các giải và giải tiếp thế thì mình có cái kinh nghiệm nào trong cái thời gian mà bác nghỉ thì có những cái kỷ vật quý, ví dụ đội tuyển nữ vô địch 2003 huy chương vàng, 2005 huy chương vàng, và tất cả quả bóng của chữ ký của các cháu toàn đội ký tặng. Và một cái quý nữa là ngoài đội nữ thì được cái huy chương vàng America Cup mà thắng đội Mã Lai thì có quả bóng cả đội ký tặng và huy chương vàng. Đấy là cái và sau đó cuộc đời của bác là rất sướng. 2008 là huy chương vàng America Cup và quả bóng cả đội ký. Thì sau đó thì bác có quả bóng mà đội nam cũng 2008 thắng Thái Lan 1-0 mà vô địch AFF Cup, thì bác có quả bóng của Công Vinh đánh đầu vào lưới và huy chương vàng tặng bác. Và cháu Vinh là đến ôm bác, chụp ảnh với bác và ký tặng
đấy hai cái đó là lớn nhất trong cái con đường của bác mà có được, mà được Việt Nam lại lần đầu tiên vô địch giải nào cũng và vô địch mát cả cũng. Thì cái quả bóng đó thì bây giờ bác còn giữ kỷ niệm là có cả huấn luyện viên Mai Đức Chung, huấn luyện viên trưởng của đội Nam và trợ lý của chú Mai Đức Chung là Lê Thủy Hải. Đấy, thì chú bác còn cái quả bóng đó tất cả chữ ký của toàn đội và hai huấn luyện viên mà tương đối có đóng góp nhiều về bóng đá Việt Nam. Thì cho nó hỏi về cái sự nghiệp mà mình khi mà mình là cầu thủ thì mình có cái kỷ niệm gì không? Cái thời gian đó thì đúng là đá xong cái giải hạng A thì chỉ có cái lá cờ thế thôi, trả tặng chứ không có một cái gì. Cái thời gian đó thì ít lắm, quốc tế là chưa thì sau này thôi. Thế còn thì lúc bây giờ là cuộc đời bóng đá của bác cũng bây giờ là ở cái đội quân khu bóng thứ nhì cũng chỉ được lá cờ tặng lá cờ. Kỷ niệm tức là cái khoảnh khắc mà mình nhớ là thành tích, là những cái gì đó mà mình trải qua mình cảm thấy nhớ nhất về nó. Vâng, đúng là thời gian đó thì nhớ nhất trong cái cuộc đời đá bóng của tôi mà tôi bác rất là cần nhất là có những cái nhớ mãi cho đến bây giờ là được thi đấu với trưởng huấn luyện là đội bóng đá mạnh nhất của Việt Nam vừa đi Nam Phô về. Cái thứ hai là tôi nhớ nhất là cái trận đá thế công mà phút cuối cùng mà thế công được hưởng quả ba đền cỡ hòa ba đều 5-6-4 là những cái đội những trận thắng bóng đá nổi tiếng của Việt Nam mà tôi được thi đấu với tất cả các danh thủ của trường huấn luyện đội tuyển Việt Nam và đội thể công lúc giờ đội công an Hà Nội cũng lại nhiều các danh thủ. Đấy, cuộc đời nhớ nhất tôi nhớ những được cái thi đấu với các cái đội mà mạnh nhất của bóng đá Việt Nam lúc bây giờ. Vậy thì từ khi nào mà bác bắt đầu sưu tập những cái kỷ vật về bóng đá? Tôi sưu tập từ cái lúc tôi vẫn còn là cầu thủ trẻ. Tôi không nghĩ rằng là sau này nó sẽ tôi chỉ nghĩ rằng tất cả những kỷ vật tôi giữ lại để sau này làm một cái phòng lưu niệm, phòng thôi. Thế một cái ba rượu gia đình trước khi nghỉ hưu thì đấy tôi còn giữ cái ảnh là trước khi nghỉ hưu thì vợ tôi cũng rất là trân trọng chồng cái có cái ý thích là làm một ba rượu thì xây nhà làm cái ba rượu rất là đẹp và giữ lại những kỷ vật để mà bạn bè đến ngồi uống rượu để ôn lại. Không ngờ nó càng ngày nó rất là nhiều các thứ kỷ vật quý, cuối cùng là báo chí là tất cả là người ta gọi là đây là bảo tàng chứ không phải là mà còn giữ cái ảnh kia đấy. Đấy đầu tiên đấy, đầu tiên hai năm 2000 bác nghỉ hưu đấy. Đấy bác bắt đầu mới bỏ ra nó ít lên đấy. Đấy sau cái ảnh ấy là cứ lắm chú Thiết lên bảo ôi giời ơi anh chị đấy bác gái bây giờ bác gái đây mặc quần áo đội tuyển này. Đấy, đúng rồi đấy. Và không thể ngờ rằng là sau cầu thang cầu trước nó kín hết tất cả, tức là những kỷ vật kín hết cả cái cháu và bóng thì hơn 100 quả tất cả đấy. Rồi huy chương vàng thì bây giờ huy chương bạc của đội U23 có hết tất cả những cái quý giá của bóng đá Việt Nam, mà hai lần vô địch AFF Cup thì có hai huy chương vàng và hai quả bóng quý giá đấy. Tức là mình đã quay mình đã thu thập những cái kỷ vật này là từ lúc mà bác còn vẫn đang đi thi đấu và bác còn đang đi làm thế thì là cũng 55-60 năm. Vâng đấy, thì bác nghỉ hưu thì bác năm 2000 bác mới có thời gian, còn bác đi làm ở đại sứ quán thì nói chung là công việc cũng bận rộn không thể nào mà có thời gian được, nên mà những cái đó bác cũng mấy chục năm mà bác lưu giữ cho đến lúc năm 2000 bắt đầu bạn đấy, thì bây giờ càng ngày đấy năm nào bạn có kỷ vật, năm nào không ghi trước đội không đá thì bóng cả đội ký tặng đấy, đội nữ đội nam đều có hết. Rồi áo tất cả áo thủ môn đều có chữ ký hoặc là áo thi đấu đều các con đều mang đến tặng đội rồi tất cả những đôi găng của các thủ môn tập trung đội tuyển. Bạn có thể giới thiệu một
một chút về những cái đôi găng này ở đây cho có thể thấy rất là nhiều những cái tên nổi tiếng như là Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng. Vâng, vâng. Đây, Bùi Tiến Dũng đây. Đấy, tặng U23 và 2 huy chương bạc. Đặng Văn Lâm, trận chung kết thì Đặng Văn Lâm bảo con tặng bố đôi găng vừa bắt trận chung kết xong. Đấy. Trước khi mà Lâm bắt trận chung kết xong thì gọi điện ngay là tặng 2 đôi găng. Và trước khi lên tập trung đội tuyển đã tặng 1 đôi rồi. Và một cái áo thủ môn. Vâng, để cho lại. Rồi các thủ môn nổi tiếng như Nguyên Mạnh. Đấy, thì Tuấn Mạnh. Đấy, tặng gỗ áo môn. Rồi Trầm Minh Quang. Đấy, Trầm Minh Quang. Là lúc bây giờ thủ môn đội tuyển mà lại là huấn luyện viên nữa, cho nên rất nhiều đôi găng quý. Rồi có một cháu nữa là cháu Cường bắt cho Quảng Nam nước rồi vô địch. Đấy. Thì bảo bố ơi con tặng bố một đôi vô địch V-League. Đấy, Cường. Đấy, toàn những đôi quý. Vâng. Thế còn đội nữ thì có 3 đôi là quý, là cháu Kim Hồng đầu tiên. Đấy, cháu Kim Hồng quả bóng vàng. Kiều Trinh 3 lần quả bóng vàng, đúng không? Và bây giờ là cháu Kim Thanh. Đấy, rất quý, toàn cháu con kính tặng bố những cái kỷ vật cực kỳ quý mà bạn cũng nghĩ rằng là tiền của không thể mua được, không thể có được. Nhưng bác có được những cái đó, cái thứ nhất là đấy, mình mới thấy rằng là tuy thế nhưng mà tiền của không mua được, mình có những cái kỷ vật quý đó để vào cái bảo tàng. Và sau này cái bảo tàng này thì con cháu mình nó sẽ lưu giữ. Đấy. Cái thứ nhất là nhiều cái kỷ vật của ông ngoại và ông nội là Mai Đức Chung. Ông ngoại thì ông Hà Môn thì nhiều người biết rồi, cho nên là những cái đó sau này con cháu nó thừa hưởng những cái quý giá của hai ông. Ở đây cho thấy ngoài những cái đôi găng cho bạn thấy với những quả bóng ấy. Vâng. Trong đầu có cả quả bóng ngoài hai cái quả bóng vô địch AFF ra cho đây là quả bóng U20 World Cup đội đi năm 2007 Trần Quốc Tuấn phó chủ tịch mang tận nơi tặng đây lên đây cháu lên đây đó. Quả cũng rất quý đấy, quả bóng đó, quả bóng ông Bắc Hang Seo tặng. Vâng, quả bên này của Bắc Hang Seo đấy. Thế rồi cái quả đấy Trần Quốc Tuấn là U20 và cái áo thủ môn là Trầm Minh Quang huấn luyện viên thủ môn. Tất cả đội cũng ký tặng vào đây trong này. Quả này có phải là quả đi World Cup đúng không ạ? Của bác Mai Đức Chung đi ạ? Chính xác. Còn quả bên này là chắc là quả 2008 của bác Chung và bác Lý Tổ. Đúng, quả đó là bác có cái quả bóng này là rất cũng quả bóng một vô địch của cháu Vinh đánh đầu vào người. Thì quả này cũng là cái quả buồn, trong đó có cả Văn Quyến, Quốc Vượng, rồi tất cả cái vụ 2005 mà bạn bản đồ đấy, tức là vinh quang có và cũng cái không được 2005 thì bạn cũng có tất cả đội ký tặng. Hai quả bóng là hai quả đều có ý nghĩa, có một quả có một cái quả này thì đúng là nỗi buồn của bóng đá, tức là các danh thủ những cái trận cái vụ đó thì cháu biết là bạn có hết. Ông Phan Huy Đồ là người tâm huyết, nhưng mà cái ông chúng mà bóng ở làm cho bóng đá Việt Nam lâu nhưng chưa thành đạt được, chưa có một người rất tiếc, chỉ vào đến chung kết đều thua, thì bác đều có giữ những cái áo cả đội tặng trận chung kết tất cả các danh thủ thời gian đó. Thì mình đã bao giờ mình kiểm đếm những cái tổng số kỷ vật của mình? Áo thì cũng phải 100 cái hơn 100 cái, cái bóng thì hơn 100 quả, đôi găng thì hơn 40 đôi. Đấy. Và những bức ảnh? Ảnh thì 300 cái, 300 bức ảnh. Thế thì cái việc mà mình phải chăm sóc cho nó thì nó diễn ra như thế nào? Bác cho lên năm 2000 bác nghỉ hưu thì bác có thời gian nhiều. Thế rồi bác lưu giữ bóng viết các thứ, bác từng khoảng phải bơm lau chùi. Thế rồi những bức ảnh là bác treo ở bên kia nhiều, thế nhưng sang đây điều kiện này thì bác lại cũng phải mua những cái quả quyển album to ấy treo treo vẫn treo chưa hết, thì để vào đây để
nào mà anh em muốn xem thì là chỉ có lật ra là xem, rất là trân trọng để giữ được mãi mãi. Nhiều bức ảnh quý, 300 bức ảnh, bên kia bác treo hết, cái nhà bên kia là 3 tầng nhưng mà sang bên này cái điều kiện thế này thì đấy, nó chỉ không thể hết được. Bên núi Trúc đấy. Vâng, bên núi Trúc đấy. Bây giờ thí dụ những cái tấm đấy mà thẳng quát này thì toàn những danh thủ bây giờ nhé, văn sĩ nhé, rồi Minh Nghệ Hoàng, Sơn của Bình Dương, tất cả. Còn năm 70 tuổi là bác được tặng cái sinh nhật thì tất cả đội thể công này, Ba Đẻ này, rồi Chi này, Hoàng Gia này, Vũ Mạnh Hải này, Đông Nam Nhật này, đến chúc cái nữa thể công chúc sinh nhật bác, hoặc nhiều cái kỷ niệm quý. Rồi các đời huấn luyện viên, ông A Phe, ông A giờ ngoài huấn luyện viên người Đức đây, Phan Công Bước, Phan Công Hết. Thế rồi các bác mới xong được là chủ tịch cựu cầu thủ bóng đá thành phố Hà Nội thì đây Trần Duy, Trần Quốc Tuấn rồi chú Phạm Mộc Viễn đấy, tất cả là đều. Phạm Viễn hình như là đang nghỉ rồi. Vâng, qua nghỉ lâu rồi. Bác được có một đời, cuộc đời bác quý nhất trong thời gian tham gia đội bóng quân khu Bắc, chuyên nghiệp của bác được huân chương hạng nhì đấy của quân đội. Rồi, và cái thứ hai sau khi bác về làm ở đại sứ quán thì bác được cái huy chương vì sự nghiệp ngoại giao đấy, vì sự nghiệp ngoại giao, và một cái huy chương vì sự nghiệp thể dục thể thao. Và cái thứ là bác được vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam, có bốn cái quý nhất trong cuộc đời, vì huân chương hạng nhất về bóng đá của quân đội, thứ hai là vì sự nghiệp ngoại giao của Bộ Ngoại giao tặng, thì bác làm bên đại sứ quán Đức bên, và sau cái thời công tác ở sứ quán thì bác lại về phong trào thể thao, thì bác được tặng kỷ niệm huy chương vì sự nghiệp thể dục thể thao, và một cái nữa là liên đoàn bóng đá tặng vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam đấy, bốn cái mà quý nhất trong cuộc đời bạn ạ, không phải ai được có được đúng không cháu? Cho thấy ở bên mình ngoài những cái kỷ niệm của bóng đá Việt Nam mà nói Đông Nam Á ra thì cũng có một số kỷ niệm của bóng đá châu Âu, chủ thể là bóng đá Đức, và một số các cái kỷ niệm của World Cup như là linh vật năm 2020. Vâng, những cái linh vật này là đều ở các chú tặng, ví dụ chú Phan Anh Tú tặng cái 2010. Thế còn đây là tất cả những hình của SEA Games. SEA Games, vâng, SEA Games bác chúng giữ được hết tất cả. Vâng. Và đây một cái nữa là ví dụ chú Phạm Mộc Viễn tặng bác một cái Nguyễn Tạ. Cái này là chú phó chủ tịch quên tên rồi. Chú mới nghỉ đấy, chú ơi, chú dính vào cái vụ. Dính vào cái vụ. Thế mà vẫn còn à. Anh ơi, em tặng anh quả bóng này thì chú gặp một miễn trước khi nghỉ bảo em ơi, em có cái từ gần quý 2022 em tặng anh. Toàn những người là còn một quả bóng kỷ niệm 100 năm FIFA chú Trần Duy Ni tặng. Đấy. Trời ơi. Đây sướng không? Có cái cả cả. Mình ở đây thì có những cái huy chương nào của nó? Đây là cái huy chương mà Việt Nam lúc đội tuyển nữ vô địch 2003 và 2005 đúng không? Đấy mấy lần vô địch Đông Nam Á của đội tuyển nữ. Huy chương vàng AFF Cup 2008, 2018. Ừ, rượu.
rượu này sau này của Hưng đấy, 3 lít, sau này cái 3 rượu này là để cho cháu nó bạn bè đến uống. Đưa cho anh Hưng thì lại đưa kỷ niệm. Những cái này, kỷ vật này sau bác để lại mà thì ai mà sống được mãi vậy chứ? Vâng, thì mình có cái... Nhưng mà tất cả những cái gì kỷ vật thì để lại cho con mình nó giá trị sau này đấy. Vâng. Sau này con mình nó được nó tuyệt vời. Con cháu mình đúng không? Vâng. Cháu mình. Thế, vâng. Vô địch ấy. Thì tao đi chứng lượng vô địch ấy. Thì tặng bác Hà Bôn. Và cả đằng sau này, cả đội tuyển ký thẳng đằng sau. Vì lúc Italy chứng minh là bác đang làm ở đại sứ quán. Năm 2000 bác nghỉ hưu mà. Cho nên ngày mùng 3 thì bác mùng 3 tháng 10 năm 90 đấy. Thì ngày thống nhất nước Đức đấy. Phá bức tường Bắc Anh, họ tặng bác cả cái... Italy 90 thì như là Đức thắng Argentina. Đúng rồi, trận chung kết. Đúng rồi. Trận chung kết đấy. Maradona làm đấy, người đen. Đức và cháu là Đặng Văn Nâm đến còn mê mẩn mà. Và còn tặng bác tuyệt vời quá cái bảo tàng bác. Lúc đầu là tặng đây, lúc đầu tặng cái áo mới, lần thứ hai là đôi găng chung kết, con phải tặng bố, bố tận chung kết. Văn Lâm thì thực ra ở mình thì từ thời Hoàng Anh Gia Lai chắc 22, 23 cũng lâu rồi. Còn những cái bức ảnh của mình thì ngày xưa thì sao? Đấy, bức ảnh là bác cũng giữ lại. Đây, thời... Thời gian bác ở quân khu miền Bắc đầu tiên là sân Đông Biên ấy, thì năm 7 năm 8 bác bắt cho sở tuyến thủ Hà Nội đấy. Đấy là bác đi làm với đội sở tuyến thủ Hà Nội ngày xưa đấy. Đầu tiên bác đấy rời ghế nhà trường là bác chơi cho cái đội này đấy. sân này như kiểu là cái chùa ấy nhỉ. Đấy sân cái nhà thi đấu của cầu Long Biên lúc giờ đấy. Đấy, lúc nhỏ cháu nhớ chưa? Và sân này đây, sân Thái Nguyên đây. Trận đá mới đúng này. Không, khán giả họ nói chung là mê, đam mê bác thích bác quá. Khán giả kín sân. Cháu được biết là thời mà mình còn bắt sân Long Biên là có rất là nhiều cựu cầu thủ, rất là nhiều danh thủ sau này là. Vâng, đúng rồi. Hâm mộ bác đúng không ạ? Vâng. Có thể kể thêm về vâng. Vì ra tôi bác thi đấu ở cái sân Long Biên từ lúc trẻ mà. Thế đến lúc ra sân các thứ ở đấy là được nhiều người quý lắm, quý mến, đáng mê. Biết bác từ lúc còn mười mấy tuổi. Thế rồi, xong trưởng thành lên đội Nga xong về để chơi cho phong trào cho quân đội, cho đội sao mai quân đội. Thế rồi đội đoàn ngoại giao các thứ thi đấu các thứ đó. Các lứa sau là các đàn anh không nhận được cha thế có ơn có cháu được không? Bác không nhận là cháu một cái cháu bé mẹ này. Mỗi trận bắt xong rồi cứ ra tóm quần tắm trước bác đi theo bác thích. Còn những bức ảnh còn lại vâng và các đây là chắc là quan chức cấp cao thì vâng. Đây là chú Phan Anh Tú vâng. Còn đây là cháu Long Vũ vâng. Đây còn một cái cổ động viên của Ý sang bảo ông Bôn ơi tôi tặng ông cái kỷ vật của đội Bologna. Vâng, hãy mang sang tận nơi người Ý. Tìm đến tận nơi bảo tàng mà không biết nào họ biết sẽ họ đến. Còn bác còn một cái kỷ vật nữa mà cái nghĩa ông cái U23 quay bác đội NHK của Nhật. Nó quay 3 ngày đi. Nó quay bác mới đội U23 ở trên kia. Nhưng nó thành đĩa, như là chịu đĩa thì thôi. Đây có phải là hai huấn luyện viên trưởng này vâng. Anh Công Vinh và anh Đức là những người ghi bàn ở AFF đúng không ạ? Vâng vâng. Đấy, Công Vinh này 2008 này vâng. Và anh Đức là 2018 và có hai ghi chương vàng hai quả hồng hai ghi chương vàng hai quả hồng biểu tượng của cái liên đoàn bóng đá châu Âu kia vâng đấy cũng bác được tặng này có trên năm 98 cả. Ừ. Lúc vâng, vâng. Mình vẫn đang đi làm. Vâng. Đúng rồi. Cái kia thì là VFF.
ở đây cạnh cái là ở đại dục Đức bác đưa cái biểu tượng FIFA thì sao thế... Vâng, cũng của chú Trung tặng, được tặng được cái kỳ sang dự cái này thì được tặng để mang về tặng bạn. Vậy thì các đội bóng cựu cầu thủ của mình thì sao? Đấy, tất cả những cái giải thi đấu hoặc ở đâu là đều mời bác đến có mặt để chụp ảnh. Ví dụ đội cựu cầu thủ Hải Phòng này, Công an Hà Nội này, Quân khu Việt Bắc này, Quân khu Thủ đô này. Đấy. Thế còn đây là cái lứa thể công. Đấy, Trần Văn Thành, rồi Cường Ổi, rồi Ba Đèn, rồi Quang Nhà, rồi Cao Cường. Đấy, đấy, hai bác mấy bác dài. Cái này là do mình chụp hay là lúc đấy mọi người đang làm gì mà xong mình về bị than cái đen đen? Tức là họ chụp xong để lâu rồi, mấy cái nhà bên kia nó ẩm, bên này thì sương, sang bên này thì điều kiện, cái khí hậu rồi tất cả nó ấy hơn, kia nó kiểu ở xuống cấp hoặc ở năm 2000 nghỉ hưu năm 2000 ở đấy mà 2020-21 phải sang đây. Hôm nay thì là giáo sư dạy bằng A. Vâng. Tất cả các lứa tài em tài hiếp đấy dạy bằng A thì là giáo sư của nước ngoài đúng không? Đấy đấy, vâng. Ông ấy là người sinh sinh của chơi Việt Nam mình, Việt Nam vâng. Chưa biết đấy thì là bây giờ là tài em rồi các đấy rồi cháu thì ảnh chắc là rất là quý giá đúng không ạ? Chứ nói chung là mà bác phải là người như thế nào mà mấy người ta tặng. Dạ vâng. Tức là bác Khánh có cái kỷ niệm là lúc bác 90 tuổi xem bác bà bắt cho đội tuyển Thái Nguyên với đại quân khu Việt Bắc rồi. Dạ vâng. Đấy. Trên 22 năm là có nhiều kỷ niệm với nhau lắm. Từ lúc chú thì còn chưa là thủ môn mà chỉ là học sinh ở trường Lương Ngọc Quyến đi xem bác bắt thôi. Dạ vâng. Hai quả bóng với nó đôi là đều rượu. Đấy. Để thấy bác lại đam mê về bóng đá để cái gì cũng dính vào bỏ bóng bánh thì là đi về có những cái kỷ vật về quý cái gì mà cứ dính vào bóng đá là mua về tặng. Dạ vâng. Hai chai rượu này quả bóng. Đấy. Chai rượu này, với đây, với kia là quý nhất đấy, rất là nó rất ý nghĩa. Bởi vì bác lại vừa thích thể thao, thích rượu, những anh em đến ngồi uống tâm nhiên, có những chai rượu quý về bóng đá này anh em, họ thích là anh em cũng thích. Những chai rượu nào nó cổ, lâu thì nhiều. Bạn này thì đến lâu năm nhỉ? Đây, ví dụ chai này là mới được của ông Trung lọt vào, đội nữ lọt vào đấy. 32 năm rồi kìa, mới được tặng xong mang về. Còn một cái chai này nữa là quý nhất này, đội tuyển nữ vào, bên kia là Việt Kiều tặng. Đội tuyển nữ chai rượu này, thế đội tuyển nữ chai rượu này, mai chung có nào mà. Cái này mang về tặng bác luôn, các cháu là mang về tặng bác luôn. Cái này là đây khi mà bác làm trưởng đoàn bóng đá của ngoại giao đoàn nhé. Đây ngày sinh nhật đây. Quý không? Đấy, rất ý nghĩa. Các con tặng cái này rất ý nghĩa. Chú là đi dự một cái 100 năm kỷ niệm FIFA thì cái quả bóng này nó cổ lộ sĩ này luôn này, với lại cái này
Đây, kỷ niệm 100 năm. Đấy, vào một cái quả bóng đó này. Vâng, qua những lời chia sẻ của bác Hà Bôn, chúng ta đã có thể nắm bắt được bóng đá của Việt Nam qua những thời kỳ trước, thời kỳ mà chúng ta còn rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, chúng ta cũng đã tìm hiểu về bảo tàng, một trong những bảo tàng đầu tiên và là lớn nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này. Xin cảm ơn bác đã có cuộc trò chuyện với Thể thao.vn. Xin chúc bác sức khỏe. Bác cảm ơn các cháu.